nay chúng ta sẽ nói về sự may mắn, bởi vì bạn hoặc là rất nhiều người đang cho rằng mọi thành công cần phải có sự may mắn thật nhiều thì mới đạt được. Có thể bạn nghĩ rằng một ai đó thành công là do may mắn bởi vì họ được nhiều những thứ thuận lợi, như là họ sinh ra trong một gia đình có điều kiện, có mối quan hệ tốt hơn, bởi vì như vậy họ thành công là điều hiển nhiên. Nếu như đó là điều mà bạn đang suy nghĩ và bạn đang không biết làm như thế nào để tăng thêm cái sự may mắn thì video ngày hôm nay là dành cho bạn. Bởi vì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn ba cách để bạn có thể tăng cái sự may mắn của bạn lên và biết đâu bạn có thể đạt được kết quả như bạn mong muốn nếu như bạn tin vào sự may mắn. Hãy chia sẻ video này của Vân Anh để chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn nữa. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bắt đầu nha. Suy nghĩ cái việc mà chúng ta có thành công hay không, đó là cái suy nghĩ của rất nhiều người, và trong đó có cả bạn và cả của tôi nữa. Bởi vì tôi thường nghĩ rằng mình cần phải có cái sự may mắn thì mới đạt được mục tiêu. Tuy nhiên thì có một chút khác biệt trong cái suy nghĩ của tôi về những cái may mắn này so với mọi người. Bởi vì tôi nghĩ rằng là may mắn có thể được tạo ra chứ không phải chỉ đơn thuần dựa vào các yếu tố tự nhiên, thiên nhiên hay là yếu tố về siêu nhân nào đó. Bởi vì nếu như bạn muốn mình may mắn hơn người nào khác thì bạn phải luôn luôn chủ động để tạo ra cái sự may mắn đó, chứ không phải ngồi để chờ đợi cái sự kỳ diệu xảy ra. Tất nhiên có rất là nhiều những người khởi đầu thuận lợi hơn bạn vì nhiều yếu tố, trong đó một số những yếu tố ví dụ như là điều kiện sống hay là tài sản hoặc những cái yếu tố liên quan tới gen, ví dụ như trí thông minh cao hơn. Điều đó hoàn toàn đúng nhưng cũng hoàn toàn bình thường, bởi vì chẳng có ảnh hưởng gì tới bạn cả, bởi vì bạn không cần phải so sánh với bất cứ một ai trong khi bạn hoàn toàn bất lợi. Bởi vì đó không phải là những người số đông trong xã hội, đúng không ạ? Thêm vào đó, điều quan trọng nhất đó là bạn phải tự cạnh tranh với chính bản thân mình. Điều này chắc hẳn là bạn đã nghe thấy rất là nhiều rồi. Và điều bạn phải cần làm đó là phải tạo ra cho mình nhiều sự may mắn hơn. Bởi vì khi mà thời cơ tới, bạn sẽ bứt phá nhanh hơn như bạn tưởng tượng. Rồi, vậy làm như thế nào để có thể tạo được ra cái may mắn nhiều hơn cho mình, để có thể nhiều hơn, nhiều hơn những người khác xung quanh bạn, như là những cái người mà tôi đã đều đề cập. Sau đây là ba việc mà bạn cần phải làm để bạn có thể trở nên may mắn hơn. Ba việc bạn cần phải làm để bạn được cần trở nên may mắn hơn. Việc thứ nhất đó là hãy hành động nhiều hơn, ra quyết định của mình theo hướng ra cái quyết định của mình theo cái hướng tích cực nhiều hơn thay vì chỉ có ngồi suy nghĩ. Có thể bạn đã nghe thấy thỉnh thoảng có một cái câu chuyện đó là cả đời có một người không trúng một cái tờ vé số nào cả. Thế nhưng mà anh ta hay là cô ta chỉ bỗng dưng mua một tờ vé số và lại trúng một cái tờ độc đắc chẳng hạn. Có thể là bạn đã nghe rất là nhiều cái câu chuyện này hoặc thỉnh thoảng nghe thấy, đúng không ạ? Việc này thực sự là hoàn toàn có thật, bởi vì những người đó hoàn toàn 100% là dựa vào sự may mắn. Tuy nhiên nếu mà nói về nhờ cái việc xổ số này thì tôi nghĩ rằng là bạn sẽ phải hiểu rằng là đôi lúc họ cũng sẽ phải dành rất là nhiều thời gian hay là tiền bạc để khi đó họ mới có thể được trở thành một cái người may mắn như vậy, đúng không ạ? Hoặc nếu như mà bạn tung đồng xu cho tới 5 lần thì có thể đồng xu sẽ dễ rơi vào cái mặt mà bạn không chọn tới 100%, đúng không ạ? Nhưng nếu như bạn tung tới 1.000 lần thì cái xác suất mà bạn tìm thấy cái mặt mà bạn chọn sẽ tìm hơn bạn chọn thì nó sẽ tiến tới nhiều hơn, đúng không ạ? Vì vậy nên là nếu như bạn gọi là may mắn thì tôi tin rằng đó là do bạn hành động nhiều hơn. Nó cũng như là một cái khóa học tung đồng xu vậy thôi. Bạn muốn tung một lần bạn đạt thành công hay tung 10 1.000 lần thì bạn thấy khi nào bạn thành công? Chỉ số mà bạn gặp may nó sẽ cao hơn rất là nhiều khi mà bạn làm nhiều lần. Ví dụ này có thể cho bạn thấy rằng là hành động nhiều hơn đó là cách đầu tiên giúp cho bạn gặp may mắn nhiều hơn. Vậy thì nếu như mà bạn băn khoăn là tại sao mà mình không đạt được cái doanh số bán hàng mà đồng nghiệp của mình có thể may mắn hơn mình, bạn hãy quan sát kỹ xem là có phải là họ gặp khách hàng nhiều hơn, họ chăm chỉ nhiều hơn, họ dành thời gian mà trong khi mà những người khác nghỉ ngơi thì họ lại dành thời gian để học tập hay là học hỏi nhiều hơn để họ có thể đạt được kết quả tốt hơn. Tôi nghĩ có lẽ thật sự họ đã đang là một người hành động nhiều hơn so với những người khác. Và thêm nữa, việc thứ hai để bạn có thể làm tăng cái sự may mắn của mình đó hay lại cho ra thật nhiều giá trị cho với người khác, thật nhiều để những người xung quanh của bạn thấy được những cái giá trị tốt và đáng quý của bạn như thế nào. Đây là cái cách mà tôi thường làm để tăng cái sự may mắn cho bản thân của mình. Đó là Vân Anh thường cho ra rất là nhiều những cái sản phẩm hoặc là những cái ý nghĩa so với người khác, hoặc là Vân Anh có thể hỗ trợ mọi người bằng tất cả những cái gì mà mình có thể biết được. Và giờ đây thì tôi cảm thấy rằng là tất cả những người khách hàng họ sẽ luôn luôn tin tưởng mình, và đặc biệt là họ sẽ đi cùng với tôi trong rất nhiều những khoảng thời gian. Và đặc biệt đó, tôi có rất là nhiều những người quan tâm theo dõi và đặc biệt là ủng hộ tôi. Nó chỉ bằng một cái việc đơn giản đó là tôi cho đi những cái giá trị giống như cái video mà bạn đang xem bây giờ vậy. Và tôi thường xuyên cho đi như vậy, đúng không ạ? Và khi mà tôi cho đi như vậy thì những người muốn kết nối với tôi, những người đánh giá cao và tin tưởng tôi sẽ tìm tới.
Đó là những cái lúc mà cái sự may mắn của bạn được nhân lên, nhưng tất nhiên không phải tự nhiên mà có, mà nó là cái thành quả của những cái hoạt động thường xuyên như vậy. Điểm mấu chốt mà tôi muốn các bạn chú ý ở đây đó là những khác với những cái việc đầu tiên là bạn phải hành động thật nhiều, thì việc thứ hai này đó là bạn phải chú ý tới cái việc cho ra thật nhiều kết quả tốt, thật nhiều giá trị để chứng minh khả năng của mình. Và khi kết quả đó của bạn được nhiều người ghi nhận thì bạn sẽ có được những cái điều bạn mong muốn sẽ xảy tới. Nếu như mà tôi làm được thì tôi tin chắc bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó bằng chính cái tâm của bạn. Việc thứ ba bạn có thể làm để tăng cái sự may mắn của mình đó là hãy gặp gỡ thật nhiều người, networking nhiều hơn. Nào, networking là một cái việc vô cùng quan trọng để tạo ra may mắn, bởi vì chắc là bạn đã nghe thấy câu nói giàu vì bạn, sang vì vợ, đúng không ạ? Chúng ta có thêm thật nhiều cơ hội hơn khi mà chúng ta biết nhiều người hơn, và trong số những người mới quen đó bạn sẽ gặp được những người có chung những cái suy nghĩ, chung ý tưởng và mục tiêu với bạn, và đó chính là cơ hội và may mắn để dành cho bạn. Hay nói cách khác, may mắn sẽ mỉm cười với bạn khi mà bạn biết nhiều người hơn. Còn nếu như bạn chỉ thu mình trong một không gian riêng của bạn thì bạn rất khó để chạm tới một cơ hội đó, cho dù là ở ngoài kia có rất nhiều người đang muốn tìm kiếm một người như bạn để kết nối, nhưng bởi vì bạn không mở rộng quan hệ của bạn ra ngoài nên cho nên bạn không bao giờ có cái cơ hội đó. Tôi biết có thể bạn sẽ nói với tôi rằng, nhưng mà tôi chỉ là một người hướng nội, tôi networking gặp gỡ nhiều người là cái điều không thể đối với bản thân tôi. Để tôi chia sẻ với bạn một điều này, tôi cũng là một người hướng nội và tôi cũng mất rất là nhiều năng lượng khi mà ra ngoài phải tiếp xúc với người khác, nhưng tôi vẫn làm điều đó và tôi có thể networking khi nào mà tôi cảm thấy cần. Nếu như bạn cũng là một người hướng nội và muốn tôi chia sẻ thêm về điều này thì hãy comment, tôi muốn mở rộng mối quan hệ của mình nhiều hơn. Tôi sẽ chia sẻ với bạn những cái kỹ năng về giao tiếp và tìm kiếm những mối quan hệ dành cho người hướng nội ở các video tới. Nhưng nói chung, để bạn may mắn hơn thì bạn sẽ phải cần gặp nhiều người hơn. Đó là lý do vì sao mà bạn cần phải networking, phải mở rộng mạng lưới quan hệ của mình càng lớn càng tốt. Đó cũng chính là cái cách thứ ba để giúp cho bạn có thể gặp may mắn nhiều hơn so với những người ở xung quanh. Tôi có thể cam đoan với bạn rằng nếu như bạn làm được ba điều này thì cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, và khi đó thì bạn sẽ cảm thấy rằng là mình may mắn hơn rất là nhiều người khác. Nhưng đó cũng có thật là sự may mắn không ạ? Hay đó chính là cái thành quả của những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra? Hãy chia sẻ với tôi những cái suy nghĩ của bạn về điều này ở dưới comment, và chúng ta sẽ nói tiếp về những kỹ năng bán hàng và marketing hiệu quả khác trong rất nhiều những cái chuỗi video tiếp sau, để bạn có thể nâng cao chất lượng sống hàng ngày của bạn. Nếu như bạn không muốn bỏ lỡ thì hãy subscribe kênh Hàn Ngọc Vân Anh trong thông báo để bạn có thể được nhận video sớm nhất, và hãy chia sẻ video của tôi. Hẹn gặp lại ở bạn và những video chuỗi sau. Xin chào.